Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Gia An thân mến. 2 tuần vừa qua, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về vùng kinh tế thứ bảy của nước ta, đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long, qua bài 35, 36. Và hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp bài 37. Đây là bài thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long. Ở bài 37 này, về phần nội dung, chúng ta sẽ tiến hành trả lời, làm việc với 2 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là phần kỹ năng vẽ biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất ngành thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và nội dung thứ hai đó là chúng ta sẽ là phần lý thuyết, chúng ta sẽ dựa vào bài 35, 36 chúng ta đã học ở 2 tuần qua để trả lời một số câu hỏi trong bài 37. Mời các em lấy tập, lấy sách và lấy các dụng cụ học tập ra để chúng ta tiến hành tiết thực hành. Các em chú ý nghe cô hướng dẫn vẽ biểu đồ và chúng ta ghi chép làm bài tập đầy đủ cũng như trả lời các câu hỏi trong bài 37 đầy đủ các em nha. Phần thứ nhất đó là phần kỹ năng. Dựa vào bài 37.1 tình hình sản xuất thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2002 với đơn vị là nghìn tấn. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Từ đầu năm đến bây giờ chúng ta đã học qua rất nhiều bài và cũng đã thực hành rất nhiều tiết vẽ biểu đồ. Trong các cái biểu đồ thì chúng ta cũng đã từng vẽ qua các dạng biểu đồ, đó là dạng tròn, dạng cột, dạng đường, dạng miền và biểu đồ thanh ngang. Trong biểu đồ cột thì chúng ta đã từng vẽ qua biểu đồ dạng cột đơn, cột ghép và cột chồng. Và trong mỗi một cái bài tập và cái đề bài người ta ghi rất là rõ ràng. Ví dụ như em hãy vẽ biểu đồ cột, hay là hãy vẽ biểu đồ đường, hoặc là hãy vẽ biểu đồ tròn. Tuy nhiên với cái bài tập này thì chúng ta đọc kỹ cái đề bài, vẽ biểu đồ thể hiện tỷ trọng sản lượng khai thác cá biển, cá nuôi, tôm nuôi của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Với cái đề bài người ta không có ghi rõ cụ thể là chúng ta vẽ biểu đồ dạng cột, dạng tròn hay dạng miền. Tuy nhiên người ta có cho chúng ta cái cụm từ đó là thể hiện tỷ trọng sản lượng cá biển, cá nuôi, tôm nuôi, vân vân. Như vậy ở đây có cái cụm từ là tỷ trọng. Tỷ trọng có nghĩa là tỷ lệ phần trăm, nhưng chúng ta đọc kỹ cái đề bài thì chúng ta thấy cái đơn vị của đề bài là đơn vị nghìn tấn chứ không phải là phần trăm. Vậy để vẽ cái biểu đồ thể hiện tỷ trọng hay nói cách khác là tỷ lệ thì chúng ta sẽ làm bằng cách nào? Các em sẽ theo dõi phần cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ xử lý số liệu. Xử lý số liệu bằng cách nào? Chúng ta sẽ tính cái tỷ trọng sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vùng đồng bằng sông Hồng so với cả nước. Đây là bảng số liệu người ta cho. Trong đó gồm có cá biển khai thác, cá nuôi và tôm nuôi. Để tính cái tỷ lệ phần trăm thì chúng ta lưu ý cái cột và sản lượng thủy sản của cả nước nè. Đầu tiên chúng ta sẽ tính cá biển khai thác trước. Chúng ta lưu ý là phần cả nước. Phần cả nước cá biển khai thác là 1.189,6 nghìn tấn. Chúng ta cho số liệu này tương ứng với 100%. Vậy thì vùng đồng bằng sông Cửu Long và vùng đồng bằng sông Hồng sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số 100% đó? Thì chúng ta sẽ lấy từng phần, chúng ta nhân cho 100 và chúng ta chia tổng số. Cụ thể là chúng ta sẽ lấy 493,8 đồng bằng sông Cửu Long nè, chúng ta nhân cho 100, tiếp theo đó chúng ta chia cho 1.189,6 và kết quả chúng ta sẽ ra là 41,5%.
Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tính ở vùng đồng bằng sông Hồng là chúng ta sẽ lấy 54,8, chúng ta nhân cho 100 và chúng ta sẽ chia cho tổng số 1.189,6 và chúng ta sẽ ra kết quả là 4,6%. Tương tự như vậy, chúng ta tính tiếp cá nuôi với cả nước. Cả nước là 486,4 nghìn tấn, chúng ta cho con số này tương ứng với 100%. Vậy thì chúng ta sẽ tính xem đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số 100% đó. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy 283,9, chúng ta ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta nhân cho 100 và chúng ta chia cho tổng số là 486,4. Và kết quả ra là 58,4%. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tính ở vùng đồng bằng sông Hồng với kết quả là 22,8%. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ tính tiếp phần cuối cùng, đó là phần tôm nuôi. Ở phần tôm nuôi của cả nước chiếm 186,2 nghìn tấn, chúng ta cho con số này nó tương ứng 100%. Và chúng ta sẽ tính ở vùng đồng bằng sông Cửu Long với kết quả là 76,7% và đồng bằng sông Hồng là 3,9%. Như vậy, cái phần xử lý số liệu, chúng ta chuyển đổi số liệu người ta cho chúng ta từ nghìn tấn để ra tỷ lệ phần trăm, chúng ta sẽ có một cái bảng số liệu mới như sau. Sau khi có bảng số liệu mới này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành bước thứ hai, đó là bước vẽ biểu đồ. Như khi nãy cô nói là trong các cái bài tập mà chúng ta đã từng làm qua thì thường người ta sẽ ghi rõ cụ thể là chúng ta sẽ vẽ dạng nào, dạng cột hay dạng đường hay dạng tròn hay dạng miền, nhưng mà với cái bài tập này thì người ta lại không có ghi rõ là chúng ta vẽ dạng nào, do đó chúng ta có quyền lựa chọn. Và với cái bảng số liệu cũng như đề bài yêu cầu của bài này thì chúng ta có thể vẽ nhiều dạng. Thứ nhất là dạng cột chồng, thứ hai là dạng tròn và thứ ba là dạng thanh ngang. Và chúng ta cũng có thể vẽ biểu đồ dạng cột ghép nữa. Tuy nhiên, trong các dạng biểu đồ mà cô vừa nêu thì các em thấy nếu như chúng ta vẽ dạng tròn thì chúng ta phải vẽ tới 3 biểu đồ tròn. Một biểu đồ thể hiện cá biển khai thác, một biểu đồ thể hiện cá nuôi và một biểu đồ thể hiện tôm nuôi. Vậy thì chúng ta vẽ 3 biểu đồ này và chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Do đó, để cho tiện lợi nhanh thì chúng ta nên chọn biểu đồ dạng cột chồng. Ở đây chúng ta thống nhất là chúng ta vẽ dạng biểu đồ cột chồng các em nha. Như vậy, để vẽ biểu đồ cột chồng, đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái hệ trục tọa độ gồm có một cái trục thẳng đứng, chúng ta gọi là đó là trục tung, và trên đầu trục thể hiện giá trị phần trăm, và một trục nằm ngang đó là trục hoành thể hiện mốc thời gian. Với cái bài tập này người ta chỉ cho chúng ta một năm thôi, đó là năm 2002. Vậy thì mốc thời gian của chúng ta là ghi năm 2002. Tiếp theo đó, trên cái trục tung, trên trục tung chúng ta sẽ chia thành 10 đoạn bằng nhau, mỗi một đoạn tương ứng 4, mỗi một đoạn tương ứng là 10%. Tùy các em muốn vẽ kích cỡ vừa, kích cỡ to hay là nhỏ thì chúng ta sẽ lựa chọn. Ví dụ như vẽ vừa thì chúng ta sẽ chọn là 10 đoạn tương ứng 10 ô tập. Mỗi một ô tập như vậy là 10%, và chúng ta bao giờ cũng cộng thêm từ 1 đến 2 ô tập dư để làm cái mũi tên bên trên. Như vậy thì cái chiều cao biểu đồ các em vẽ dạng dừa thì nó sẽ có khoảng từ 11 đến 12 ô chiều cao. Tiếp theo đó là trên trục hoành chúng ta sẽ vẽ 3 cột. Thể hiện một cột là cá biển khai thác, một cột là cá nuôi và một cột là tôm nuôi. Và các em lưu ý một điều, ở ba cột cá biển khai thác, cột cá nuôi và tôm nuôi này, ba cột đều có chiều cao bằng nhau, tức là 100%, bằng 100% hết các em nha. Tiếp theo đó, trong mỗi cột, dựa vào số liệu mà chúng ta đã tính, chúng ta sẽ vẽ gồm có 3 phần. Gồm có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất đó là đồng bằng sông Cửu Long, thành phần thứ hai là đồng bằng sông Hồng và thành phần thứ ba đó là các vùng còn lại. Cụ thể là ở phần cá biển khai thác
Đầu tiên chúng ta sẽ xem số liệu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, cá biển khai thác đó là 41,5%. Sau khi chúng ta vẽ vùng đồng bằng sông Cửu Long rồi, tiếp theo đó là chúng ta sẽ vẽ tiếp đồng bằng sông Hồng. Nhưng để vẽ được cái thành phần thứ hai là vùng đồng bằng sông Hồng thì chúng ta nên lấy số liệu là 41,5%, chúng ta cộng thêm 4,6% thì chúng ta ra một cái kết quả, và chúng ta dựa vào kết quả đó để chúng ta vẽ cái thành phần thứ hai. Sau khi chúng ta vẽ cái thành phần thứ hai rồi thì thành phần thứ ba sẽ tự động xuất hiện. Và sau khi vẽ được 3 thành phần rồi thì trong 3 thành phần đó, mỗi thành phần chúng ta nêu chúng ta ghi lại cái số liệu cụ thể ra và chúng ta làm ký hiệu. Và sau khi vẽ cột thứ nhất là cá biển khai thác rồi thì chúng ta vẽ tiếp cá nuôi, tôm nuôi. Lưu ý là mỗi một cột sẽ có 3 thành phần. Thành phần thứ nhất đó là đồng bằng sông Cửu Long, thành phần thứ hai là đồng bằng sông Hồng và thành phần thứ ba là các vùng kinh tế còn lại. Sau khi vẽ ba cột xong rồi thì chúng ta xem lại coi chúng ta đã ghi các số liệu trong mỗi thành phần chưa, chúng ta làm ký hiệu chưa, và cuối cùng là chúng ta ghi tên biểu đồ thì mới hoàn tất cái phần vẽ biểu đồ. Như vậy là vừa rồi cô đã hướng dẫn các em cái phần vẽ biểu đồ, phần xử lý cũng như phần vẽ biểu đồ cột chồng. Và với cái biểu đồ cột chồng này thì chúng ta đã từng vẽ qua đến 3 bài tập rồi. Đây là bài tập thứ tư. Do đó là đối với các em cái phần vẽ biểu đồ cột chồng không có khó. Và do đó cô yêu cầu các em phải hoàn tất cái biểu đồ này, vẽ cái biểu đồ này hoàn chỉnh vào trong tập bài tập. Bởi vì đây cũng có thể là một trong những và bài tập chúng ta sẽ làm bài kiểm tra một tiết sắp tới. Bây giờ chúng ta qua tiếp phần nội dung thứ hai, đó là phần lý thuyết. Phần lý thuyết trong sách giáo khoa của các em có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, câu A, đồng bằng sông Cửu Long có những thế mạnh gì để phát triển ngành thủy sản? Đây là câu hỏi phần lý thuyết. Nếu để trả lời phần này thì chúng ta sẽ dựa vào bài số 35 các em đã học rồi. Chúng ta dựa vào phần điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cũng như đặc điểm dân cư, xã hội của vùng này để giải đáp câu trả lời này. Cô nhắc lại, đây là những kiến thức chúng ta đã học rồi. Cô nhắc lại một lần nữa nhé. Về điều kiện tự nhiên, vùng đồng bằng sông Cửu Long có ba mặt giáp biển, do đó có một cái ngư trường Cà Mau Kiên Giang rất là rộng lớn. Vùng biển có nhiều bãi cá, bãi tôm với trữ lượng lớn. Ven biển có nhiều bãi triều, rừng ngập mặn. Vùng cửa sông rất thích hợp việc nuôi trồng thủy sản nước mặn và nước lợ. Bên cạnh đó, vùng nội địa có mạng lưới sông ngòi, ao hồ, kênh rạch rất dày đặc, thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Bên cạnh đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long nằm gần xích đạo hơn so với vùng khác nên có chế độ nhiệt cũng như chế độ mưa tương đối ổn định, thời tiết ít biến động, ít thiên tai hơn so với các vùng khác. Đây là một cái điều kiện thuận lợi giúp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long có thể phát triển mạnh ngành thủy sản. Bên cạnh điều kiện tự nhiên thì vùng đồng bằng sông Cửu Long xét về mặt kinh tế xã hội thì đây là vùng khá đông dân, có nguồn lao động dồi dào, năng động, có nhiều kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, thích ứng linh hoạt với nền kinh tế thị trường. Vùng có nhiều cơ sở sản xuất giống, nhiều cơ sở chế biến thủy sản phát triển mạnh và có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Bên cạnh đó, so với các vùng khác thì vùng đồng bằng sông Cửu Long có đội tàu thuyền đánh bắt cá khá lớn và được sự khuyến khích và chú trọng đầu tư của nhà nước. Đó là những điều kiện tự nhiên, dân cư tạo điều kiện thuận lợi để vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Bây giờ chúng ta sang tiếp câu hỏi thứ hai, câu B. Tại sao vùng đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nghề nuôi tôm xuất khẩu? Câu B này gần giống như câu A mà cô vừa giải đáp. Do đó ở câu B cô sẽ trả lời một cách ngắn gọn thôi.
Đó là vùng đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh trong nghề nuôi tôm xuất khẩu là do có rừng ngập mặn rộng, có đường bờ biển dài với nhiều bãi triều, nhiều kênh rạch. Đó là phần về tự nhiên. Bên cạnh đó thì có nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trong ngành đánh bắt nuôi trồng thủy sản. Đó là vùng, đó là phần điều kiện dân cư. Câu B và câu A khá là giống nhau nên các ý gần như là gần giống với nhau, do đó câu B chúng ta sẽ ghi ngắn gọn thôi. Và cuối cùng đó là câu C, nêu những khó khăn hiện nay trong việc phát triển ngành thủy sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long và nêu một số biện pháp khắc phục. Về khó khăn của vùng, khó khăn thứ nhất đó là nguồn lợi thủy sản bị giảm sút do có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân nổi trội đó là môi trường nước biển bị ô nhiễm và do bệnh dịch. Và cái khó khăn thứ hai đó là kỹ thuật nuôi trồng thủy sản còn hạn chế, hình thức nuôi quảng canh còn phổ biến và mang tính tự phát. Khó khăn thứ ba là thiếu vốn đầu tư để phát triển ngành nuôi trồng đánh bắt thủy sản và có sự cạnh tranh với các nước ngoài. Như vậy, để khắc phục những khó khăn trên, chúng ta sẽ có một số biện pháp như sau. Biện pháp thứ nhất là để khắc phục cái tình trạng nguồn lợi thủy sản bị giảm sút do dịch bệnh và do môi trường biển bị ô nhiễm, thì chúng ta sẽ phòng chống dịch bệnh, giữ gìn môi trường biển. Và biện pháp thứ hai là quy hoạch vùng nuôi thủy sản, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản hợp lý, nâng cao chất lượng con giống. Và thứ ba, biện pháp thứ ba, tăng cường đầu tư vốn, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đó là phần trả lời của ba câu hỏi trong bài 37. Chúng ta đã hoàn tất phần hai nội dung của bài 37, đó là phần vẽ biểu đồ và phần trả lời một số câu hỏi dựa vào hai bài 35, 36 mà chúng ta đã học qua. Tiếp theo đó, các em nghe cô dặn, các em vẽ hoàn chỉnh cái biểu đồ của bài tập 37 vào trong tập học của các em, sau đó ghi lại phần trả lời của các câu hỏi bài 37. Ở tuần thứ 7 và tuần thứ 8 là 2 tuần chúng ta sẽ tiến hành 2 tiết ôn tập. Tiết đầu tiên là tiết ôn tập phần kỹ năng, chúng ta sẽ ôn lại phần vẽ biểu đồ với 3 bài tập. Đó là biểu đồ bài 31 và bài 33, bài 37. Trong 3 bài tập này, cô sẽ chọn ra 2 bài tập để cô sẽ cho các em làm bài kiểm tra một tiết, hay nói cách khác là kiểm tra giữa học kỳ đó. Và đó là phần kỹ năng. Còn về phần lý thuyết, chúng ta sẽ ôn tập 2 bài, đó là bài 35 và bài 36. Và sau khi chúng ta thực hiện 2 tiết ôn tập rồi, thì đến tuần thứ 9 là chúng ta sẽ kiểm tra một tiết. Như vậy, tiết học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em nhiều sức khỏe và nhớ là học bài đầy đủ các em nhé.